Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, khiến cho nhóm người Tiêu Viêm đang tu luyện phải bỏ chạy tán loạn, các trưởng lão nội viện phải vất vả liên thủ để ngăn chặn Hỏa Diễm và Phong Ấn ra ngoài. Đồng thời các thế lực của Hắc Giác Vực cũng đã đánh hơi thấy bạo động của Hỏa Diễm, nhằm nhè cướp đoạt. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Tiêu Viêm đâu? Trên một nóc phòng, Lâm Diễm vừa mới theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra, đột nhiên nhìn quanh, vội vàng hỏi, ở đó kìa. Tử Nghiên vươn ngón tay nhỏ bé chỉ đến một góc trời chung quanh thiên phần luyện khí tháp. Tại đó, một bóng đen đang phe phẩy đôi cánh màu tím đen, huyền phù giữa không trung. Tên khốn này, không phải đại trưởng lão đã bảo phải rời khỏi đó sao? Đến cả đại trưởng lão cũng không giải quyết được việc này, hắn còn đợi ở đó làm gì? Lâm Dưỡng thấy thế, nhất thời đổi sắc mặt, gấp gáp nói. Tử Nghiên nheo đôi mi màu tím, âm thanh non nớt lại cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi có chuyện, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ nữa là, hắn còn phải giúp ta luyện chế các thứ, làm sao chết dễ phải được. Khi mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên thấy vô hình hỏa mãng nhanh như vậy đã xông ra thiên phần khỏi tháp làm mặt biến sắc. Nhưng ngay sau đó lại quát lớn, tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết thiên tầng phong trận. Lệnh của Tô Thiên vừa hạ, 18 vị trưởng lão đang phiêu phù trên không trung lập tức đề thanh đáp ứng, 18 đạo đấu khí hùng hậu bạo dũng xạ xuất, sau đó đan vào nhau nhanh như tia chớp. Lúc chúng giao nhau trong nháy mắt trông như ngọn đèn chiết xạ, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng nên một lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật trên không trung, năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chiết xạ, cơ hồ hết tầng này lại đến tầng khác. Hình dáng đó trông cứ như cả nghìn tầng đè ép lên nhau, lực phòng kinh người, nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo thành trên không trung. Đôi tay Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bất chợt bắn một chỉ vào trung tâm của lưới năng lượng. Tức thì một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ bạo dũng ra, quán trú vào trong đó, bởi lúc trước đột phá thiên phần luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, nên một thời gian ngắn sau khi xông ra. Ngọn lửa trên người vô hình hỏa mãng cũng thoáng có chút ảm đạm, sau khi thiên tầng phong trận trên không trung được kiến tạo sau một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mới lần nữa từ thân thể hỏa mãng bốc cao lên, ngọn lửa dâng lên, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể vô hình hỏa mãng tựa hồ như đã khôi phục khá nhiều. Nó chậm chậm nâng cái đầu khổng lồ lên, mắt lộ ra hung quang nhìn năng lượng cháo chặt chẽ trên khoảng không, đã nếm được mùi vị ngon ngọt của sự tự do. Nó không cam lòng quay trở lại cái thế giới tràn ngập dung nham và hòa độc nữa. Chi, ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc khuếch tán ra, sau đó chấn mạnh vào xung quanh các góc của bức tường năng lượng làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng võng trên bầu trời quá lớn, Tiêu Viêm vốn dừng lại ở phụ cận cũng vừa lúc bị bao vây nốt, nhưng hắn cũng tinh linh, nhân lúc vô hình hỏa mãng phát ra sóng âm công kích, đã hạ nhanh xuống biển lửa phía dưới, mượn thanh niên địa tâm hỏa bao thân thể lại. Biển lửa xung quanh không chỉ không thể tổn thương mà còn cung cấp một chỗ ẩn thân tốt nhất. Sắp đánh nhau rồi, nhìn song phương sắp triển khai đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ kích động. Vì một ngày này, hắn đã chờ đợi một năm. Mục đích đến học viện tựa hồ cũng sắp đạt đến. Cẩn thận một tí, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ đâu, âm thanh Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên, cho dù là nhắc nhở nhưng trong âm thanh cũng khó mà che giấu hết sự vui sướng, Tiêu Viêm gật gật đầu. Sau khi để thân thể trốn kỹ vào sau một cự thạch, hắn không để ý hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt cắt gao nhìn lên trời. Trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn, dần dần lại nổi lên những tiếng rít, đồng tử tam giác cắt gao nhìn chăm chăm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lấy năng lượng. Thao từng tiếng rít vang lên, hỏa diễm trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại, thậm chí không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Mắt nhìn về phía hỏa mãng chỉ có thể thấy một thân hình khổng lồ rất mơ hồ. Chư vị cẩn thận, coi chừng nó phản kích. Ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây. Đến lúc đó, chúng ta hợp lực có thể phong ấn nó thêm lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tiến công, Tô Thiên nhất thời lớn tiếng quát. Vâng. Nghe được tiếng quát, các vị trưởng lão ngưng sắc mặt, trầm giọng đáp. Chi, tiếng quát chỉnh tề vừa vang lên, vô hình hỏa mãng kia chợt quét thân hình khổng lồ, bắn về phía trước nhanh như thiểm điện, tốc độ đó quả thực có thể so với tia chớp, cũng không vì thân hình của nó quá to lớn mà có một chút gì chậm chạp. Chỗ mà hỏa mãng lướt qua, không gian hư vô chợt để lại một vết hằn, nhiệt độ ở đó nóng cháy khiếp người khiến cho dù đứng ở khá xa, nhưng sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi, đích thân giao phong. Họ mới nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hống, đang trừng mắt, vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại, chỉ nháy mắt sau, kết ấn trong tay Tô Thiên trượt động, phát ra trước một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát đó, năng lượng võng chặt chẽ chợt bộc phát ra ngũ thạch cường quang chói mắt.
Bành, thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãnh vô cùng va chạm kịch liệt ngay trên lưới năng lượng chặt chẽ. Cỗ kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước, độ cong gần như phá vỡ năng lượng võng đó, trực tiếp khiến trong lòng những học viên đứng xa xa kia đổ một trận mồ hôi lạnh. Lui ra cho ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng giãy giụa trong năng lượng võng, song trưởng Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh, nhất thời không khí ở không gian xung quanh đều bị đè mạnh xuống. Theo song trưởng Tô Thiên đè xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, một cỗ phản lực mãnh liệt ầm ầm tràn ra, trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Cỗ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời đè ép nó xuống, cái đuôi lớn đong đưa giữa không trung, khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình nó lúc này mới dừng lại. Lần công kích này không hiệu quả, vô hình hỏa mãng không đình trệ chút nào, đuôi lớn vung lên, thân hình lại một lần nữa lao lên trời. Khi còn cách năng lượng võng không đầy 50 mét, nó há cái miệng khổng lồ ra, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời ngập đất. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố lập tức làm năng lượng võng nổi lên từng đợt dao động. Chi lại một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên, thế lao đi phô thiên cái địa của vô hình hỏa diễm đột nhiên nhuyễn động. Dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên, nó ngừng tụ thành một con rắn lửa nhỏ to cỡ cánh tay. Hỏa mãng tiểu xà vừa thành hình đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao bổ vào năng lượng võng, ầm ầm nổ tung. Thời khắc bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động, một lỗ hổng cực nhỏ lẳng lặng xuất hiện. Lỗ hổng này dưới sự chống đỡ của đám người Tô Thiên vẫn chưa trở thành nguyên nhân phá vỡ lưới năng lượng, nhưng khi lỗ hổng xuất hiện trong chốc lát, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bao từ đây bắn ra, hướng thẳng phía chân trời. Cỗ năng lượng ba động đó, cho dù là ngoài ngàn dặm cũng có thể quan sát rõ ràng. Nguy rồi, thời khắc cỗ năng lượng cuồng bạo dâng lên, khuếch tán ra, trong lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Oành! Vô hình hỏa mãng điên cuồng đụng vào năng lượng võng, thân thể to lớn tràn đầy năng lượng, mỗi lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khủng bố, mà trước sự va chạm điên cuồng này, trong vòng khoảng 1-2 giờ đã có một danh trưởng lão không chịu nổi, phụt, trong một lần va chạm dữ dội. Một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, ngụm máu tươi không nén được phun ra, hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể, thúc động đấu khí chi dực, từ từ đáp xuống. Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên nhiều, mà vô hình hỏa mãng kia như cũng rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão hộc máu lùi ra, 20 phút sau, vị trưởng lão thứ ba bại lui. Nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt lui ra, sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi, nhiều năm vẫn giao tiếp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đã hiểu, linh vật thiên địa này quá là khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả, đau khổ chống đỡ, trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình huống vô hình hỏa mãng kia cũng chẳng phải tốt, điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều. Vì thế va chạm, chậm rãi yếu đi nhiều, trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì, cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãng đang giảm dần nên mới ánh lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất nhìn lên bầu trời, thấy các vị trưởng lão liên tiếp hộc máu bại lui, nhìn không được lau mồ hôi lạnh, bao nhiêu đây trưởng lão liên thủ mà vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho thê thảm như vậy, xem ra muốn thu phục nó, e rằng so với lần thôn vệ thanh liên địa tâm hỏa trước đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Xem tình huống này, các nội viện trưởng lão tựa hồ không kiên trì nổi rồi. Lão sư, chừng nào thì chúng ta xuất thủ? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e là sẽ nhanh chóng biến mất dạng, đến lúc đó muốn tìm nó là cực kỳ khó khăn, đừng nóng vội. Thanh âm dược lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cũng Vẫn Lạc Tâm Viêm hao tổn thêm chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩng ra, vội hướng ánh mắt về phía chân trời hướng đông. Nơi cuối tầm mắt, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen, các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành một nhóm nhân ảnh, xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ha ha, Tô trưởng lão, trình đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ. Âm thanh già nua cười sang sảng đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải là ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiền thì còn ai vào đây. Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một cái. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất, lúc viện binh từ ngoại viện đến nội viện cũng là lúc bên ngoài vùng núi non xa xăm kia đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Giác Vực nhất thời tụ trong phong thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của tên nam tử sau lưng thêu hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí,
Đằng không hướng đến phía núi non một đầu nội viện mà cấp tốc phóng đi. Đại chiến thực sự tức khắc bộc phát. Kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.